Trung xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Trung lên một cái video giới thiệu với các anh em hai cái con máy Mitsu 8DC9 nhé. Hai con đang tháo dỡ trên xe xuống này. Ben 15 đấy anh em. 8DC9 máy nhỏ, tắc 35. Mở thử cái nắp cò là hai cái con thì mở cắt cabin được một con rồi. Hôm trước mình có lên video cái con bên đây này, con bên đây mà con ngoài cắt trước, bây giờ xong rồi đây. Hình thức trung bình này. Còn ở trên xe thì nó bẩn bẩn như vậy đó. Cái con này thì cũng tương đối nhìn thấy cũng tương đối đấy, cũng được đấy. Mua ở bãi thì mình mua màu màu như vậy thôi, cho em xem thấy thích thì chốt đơn thôi, chứ không có thử thì phải mang ra bền bọng dầu mỡ các thứ mới thử. Đây là một con, bên đây một con nữa. Này, một cặp nha, y hệt luôn. Lóc Mitsu chứ không phải là 8AI của Hyundai nhé. Anh hai con này nó y hệt nhau thôi, không khác nhau gì đâu. Rồi cái con này thì cũng ở tình trạng cũng đánh giá tầm tầm như con bên kia thôi. Mình có một cặp 8DC9 như vậy đó, anh em xem coi có nhu cầu sử dụng con nào thì liên hệ nhé.